Con viết nhanh đi. Tiếp. Từ cái đường nó vậy, một sự một cái đường y chang như vậy nhỏ thôi. Chào khán giả ơi, khán giả đang kìa. Chào khán giả, hôm nay mình viết chữ U mà mình viết ngu ngu ơi. Nhìn đây. Méo rồi. Cái đâu rồi đâu? Cầm cái viết không chặt gì hết à, cầm đàng hoàng. Xịt lên một chút, thấp quá. Viết tới chán. Để lên nè. Được chưa? Đi đứng lên coi. Cái này nhóc này. Đi đứng lên. Hay nhảy ra hay em đồng. Quay cho mẹ. Anh đồng với đây chị hai dạy cho. Còn dư tiền không? Dạy em đồng hay hơn á, anh đồng nghe chị hai nói. Hai. Muốn học nghe thì sao? Nãy giờ mẹ thấy con nghe. Rồi. Hả? Mẹ dạy con viết sao? Im lặng. Mẹ dạy con cầm viết thì sao để viết được chữ? Hả Boy? Cầm sao? Cầm đâu viết đi. Viết được một hàng đi rồi cho hai quay lại. Còn nếu không thôi. Quay lại. Một. Con mà khóc nước chảy xuống làm đem bổ mẹ đánh. Sai viết lại cho mẹ. Đi không? Im lặng nha. Nè, cái tay này để đâu? Tay này để đâu? Im. Tao biết hết thẳng hàng để được cho hai qua. Nét đầu tiên là gì? Dừng lại, rồi. Ở trên thẳng xuống. Sai. Bắt đầu từ trên này nè. Howley mà đúng không? Chữ này Howley đúng không? Cái tay kia để đâu? Một tay giữ cầm, một tay cầm viết. Cây viết cầm chặt vào thì mới biết được. Rồi đây. Đây là từ Howley nè. Con nhìn kỹ chưa? Howley là ở chỗ nào? Thẳng xuống. Từ đây qua đây là hai ly đúng không? Từ trên này xuống dưới đây là hai ly đúng không? Đúng không? Thì mình bắt đầu từ đây, bắt lên đây nè. Thẳng xuống đây mình vòng qua tới đây đó mình dừng lại nè. Sau đó mình mới từ trên đây nè. Mình đi thẳng xuống rồi mình mới cong lên. Được chưa? Được chưa? Nói trả lời coi, được chưa? Rồi, sức quá không? Quá trời tuổi thân. Mẹ cho con một trận bây giờ đó. Dừng lại. Xá sai, biết lại. Đi làm. Vậy con học không? Con có học không? Học thì đến ngay. Một. Đến. Hai. Ba. Chưa?
đứng đó luôn đó boy. Rồi sao? Quay lại coi, sao đứng đó luôn rồi? Sao? Đâu đứng gần để ba coi thở không được sao? Nhanh lên. Đây đây coi. Một. Hai. Lại đây. Thở được rồi đó, lại đây coi. Thở không được là chết rồi, không có đứng đó. Một. Hai. Bước rồi đây. Không có cười, ai bị giỡn mặt chứ không mà cười. Trời trời trời. Thở không được mà cười. Rồi. Đâu dán bụng lên đây. Dán bụng ra thở được không? Có bị hót được không? Đâu, thấy cua nó có thở không? Nga chết rồi. Sao? Không được. Chị chưa đang thở đó. Không được, sao nãy giờ thở hoài vậy? Nó nóng. Ừ. Đấy, cái này mình quay gần mặt nó thì ở sau lưng nó bị mờ đó mà đó. Bye bye. Tạm biệt các bạn. Biết rồi ạ. Tới bây giờ mà biết mà chưa thả hàng.